Hello guys, cô Mai Phương xin chào tất cả các con. Đó, với cái lời nhắn nhủ đầu năm của cô dành cho các con đó là mình hãy đặt tâm trí vào bài học, và nếu như các con tập trung học cùng với cô Mai Phương, mình dành thời gian học nhiều cùng với cô Mai Phương, và cái điều quan trọng nhất nữa là không phải là chỉ là dành thời gian học với cô đâu, mà là con có thể thu được nhiều kiến thức, các con có được cái sự tích cực sau mỗi cái bài giảng của cô Mai Phương ấy, thì đấy là cái điều quan trọng nhất, và nó là thực ra nó là cái điều quan trọng nhất để giúp cho các con có được kết quả cao nhất trong kỳ thi. Được không ạ? Mình phải nhìn nhận thẳng một cái thực tế đó là có học thì sẽ có đỗ, đúng không? Cái quan trọng nhất đó là học. Và học có hiệu quả, học có hứng thú, đúng không ạ? Ok, không biết là các con đã có thời gian làm bài chưa ạ? Nên mình đã có thời gian làm bài chưa ạ? Bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa cái bài ngày hôm nay nha. Cô rất là hy vọng là hôm nay có nhiều con đã dành thời gian làm cái bài thi này. Một cái bài thi khai xuân đầu năm, mình khai bút đầu năm, đúng không ạ? Và một cái bài thi mà cô đã viết riêng cho các con. Các con đã sẵn sàng chưa ạ? Để mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ. Ok, mình sẽ bắt đầu nhé. Câu số 1, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Nào, chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Nào, nguyên âm A, chúng ta sẽ đọc cho cô như này này. Cake, đó là A đúng không ạ? A, cake. Đáp án B, chúng ta có past. Thì nó là âm A dài rồi. A, past. Đáp án C, chúng ta có ache. Thì nó cũng là A đúng không? Đáp án D, chúng ta có pain. Nó cũng là A. Cho câu này mình sẽ quay đáp án đúng. Đây sẽ là đáp án B, past. Được chưa, được chưa? Rồi, tiếp tục sang câu số 2. Câu số 2, cách phát âm đuôi ED thì mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì. Chúng ta comment nhanh giúp cô đi ạ. Comment nhanh giúp cô nhá. Nào, ở đáp án A, chúng ta có showcase. Showcase, âm cuối của chúng ta đó là âm S. Được chưa? Đừng quá sợ hãi khi đó là từ có hai âm tiết hay ba âm tiết gì đó, không quan trọng. Quan trọng là cái âm cuối cùng của chúng ta là âm gì. Showcase, đó là SE, thì bật ra của chúng ta sẽ phải là showcased. Invite, thì phải là invited, đúng chưa? Invited. Finish, sẽ là finished. Đó. Và relax, relax của chúng ta bật ra sẽ là relaxed. Ok chưa? Như vậy câu này mình sẽ khoanh cho cô. Tiếp tục là đáp án đúng là đáp án B. Đúng rồi, rất nhiều bạn làm đúng ạ. Rất nhiều bạn làm đúng rồi. Tiếp tục giúp cô sang câu số 3 đi ạ. Câu số 3, kiến thức về phần trọng âm chúng ta có như sau này. Ở đáp án A, adventure. Nào, adventure của chúng ta thì chú ý cho cô là cả âm tiết đầu và âm tiết cuối của chúng ta đều là âm ơ. Adventure. Nó đều là âm ơ, thì âm ơ này có nhận trọng âm không các bạn? Âm ơ này có nhận trọng âm không ạ? Không, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ nhấn cho cô vào âm tiết thứ hai. Adventure, âm tiết thứ hai. Extinction thì trước âm truyền này, trọng âm rơi vào chữ trinh này cũng là âm tiết thứ hai rồi, extinction. Century, danh từ ba âm tiết, thế kỷ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Và confusion, chúng ta có âm dần này, trọng âm rơi vào chữ fill này là âm tiết thứ hai. Vậy câu này khoanh C đúng chưa? Câu số 3, đáp án C. Rất nhiều bạn làm đúng ạ. Rất nhiều bạn làm đúng, tuyệt vời. Tiếp tục cho câu sang câu số 4 đi ạ. Sang câu số 4 này, order, cái âm ở này làm sao mà nhấn trọng âm được cả giới. Đúng không? Thế là trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đúng không ạ? Awake. Awake, động từ hai âm tiết, trọng âm sẽ phải rơi vào âm tiết thứ hai, đúng chưa? Awake. Tiếp theo chúng ta có display. Display, động từ hai âm tiết, trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai. Display, đúng không ạ? Exchange, động từ hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy câu này mình sẽ quanh đáp án A thôi. Đúng không? Những cái động từ mà hai âm tiết, nhưng mà âm cuối chúng ta là những cái âm tiết nhẹ như là âm ờ này, âm in, âm ish, thì trọng âm chắc chắn là rơi vào âm tiết thứ nhất ạ. Những cái câu kiểu câu như thế này trong khóa Pro mà Plus cô Phương dạy rất là kỹ, rất là nhiều những câu hay. Nên là các bạn Plus là ôn ôn được rất nhiều đề, đúng không ạ? Plus của cô Phương là khóa học mà các bạn anh sẽ được luyện giải đề ngay từ cái ngày đầu tiên đăng ký học luôn. Cho nên là nó là một cái khóa học gọi là cao cấp, đúng không ạ? Học từ vựng, đọc điền, đọc hiểu rất là nhiều và luyện rất nhiều đề. Vì thế cho nên là cái điểm số của bạn ấy được cải thiện rất là nhiều. Nhá. Nào bây giờ cô sẽ tiếp tục chuyển tiếp sang câu số 5 nhá. Các bạn comment giúp cô câu số 5 đi ạ. Các bạn phần này các bạn sẽ phải comment thật là nhanh nha. Bởi vì là những cái câu hỏi multiple choice là những câu hỏi dễ. Cho nên là mình có thể nói là mình có thể chữa bài rất là nhanh. Cho nên các bạn sẽ phải comment thật nhanh giúp cô này. Câu số 5. Team. Thì cái đại từ mình dùng sẽ phải là he đúng chưa? It's not là phủ định rồi, cái này là khẳng định đúng chưa? Khẳng định của to be thì vẫn là to be thôi. Cái này đang dùng động từ to be là động từ chính, thì chỗ này mình dùng to be thôi, sẽ là is he ở hiện tại đơn như thế này. Đúng không?
Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án D. Thắng chưa? Thế được rồi, con sang câu số 6 nhé. More than 2,500 municipal citizens with the virus last month. Nào, cái từ infect của chúng ta nhé. Từ cái từ infect là bị nhiễm, chúng ta sẽ phải dùng cấu trúc bị động. Với động từ infect, bao giờ cũng sẽ là to be infected with. Tức là bị nhiễm cái gì? Đó, câu này nó phải là câu bị động nha các bạn. Bị nhiễm là phải dùng câu bị động nha. Hơn 2.500 công dân thành phố, đúng không ạ? Đã bị nhiễm virus vào tháng trước. Chú ý cho câu là nếu như mình dùng từ contract là từ nhiễm virus thì chỉ cần là contract the virus. Nhưng mà nếu như dùng từ infected thì lại phải là be infected with, bị nhiễm. Cho nên là câu này ấy, để dùng bị động, mà bị động thì chỉ có một đáp án đúng thôi, đó là đáp án gì các bạn? Bị động thì chúng ta sẽ phải có be và phân từ 2 đúng chưa? Nếu mà be và phân từ 2 thì chỉ có một đáp án đúng được thôi, đó là đáp án gì ạ? Đó chính là đáp án A. Were infected. Đúng chưa? Ok nhá. Rồi, tiếp tục cho câu sang câu số 7 đi ạ. Câu số 7. The film reminds me my difficult childhood. Nào, câu này chúng ta sẽ có một cái giới từ đi theo cấu trúc với từ remind. Đấy ạ, gợi nhớ ai về cái điều gì? Bộ phim gợi nhớ cho tôi về cái tuổi thơ rất là khó khăn của tôi, hiểu không ạ? Ok. Tuổi thơ rất là khó khăn, thế đây sẽ là remind somebody of something, đúng không ạ? Gợi nhớ cho ai, nhắc nhở ai về cái gì? Câu số 7 chúng ta sẽ là đáp án C. Remind somebody of something. Remind somebody of something. Hiểu chưa? Gợi nhớ cho ai về cái gì? Tiếp tục sang câu số 8. Quen thuộc chưa? Phẩy này. The cộng với so sánh hơn, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Chỗ này chắc chắn là sẽ là cấu trúc. Cấu trúc càng càng đúng không? Nên nó sẽ là the cộng với so sánh hơn. Đó, những đáp án còn lại làm gì có cái nào là the cộng với so sánh hơn đâu. Nên câu này sẽ là the cộng với so sánh hơn, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Phải, the cộng với so sánh hơn, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ, được chưa? Ở đây của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? The more money he gets, the happier he becomes. Được chưa? Anh ta càng có nhiều tiền thì anh ta lại càng trở nên vui hơn. Này, thế được rồi, câu sang câu số 9. Câu số 9 là câu hỏi thường gặp. Trật tự của tính từ trước danh từ chúng ta sẽ là cấu trúc obsacom rất là quen thuộc, đúng không ạ? Opinion, size, age, shape, color, origin, material và purpose. Ở đây chúng ta có từ nice là chắc chắn là sẽ là opinion rồi này. Italian đó là origin, đúng không? Italian. Tiếp theo chúng ta có từ ceramic đó là chất liệu. Chất liệu làm bằng gọi là gốm, đúng không nhỉ? Gốm sứ thì nó là material, ceramic. Như vậy câu này sẽ là nice Italian ceramic vase. My father bought last week was broken. Cái bình gốm sứ tuyệt đẹp của Ý mà bố tôi mua ở tuần trước là đã bị bẻ rồi. Đủ biết là mặt ông giàu như thế nào đúng không? Thế là chúng con sang câu số 10. Ở câu số 10 chúng ta có when. When lên từ chỉ thời gian ở bên này đã có quá khứ rồi. Thì chúng ta sẽ chú ý cho cô đến những cái trường hợp mà có cái sự hòa hợp về thì mà kết hợp giữa thì quá khứ với những thì khác. Thì trong đó chúng ta có là when, quá khứ tiếp diễn thì sẽ chỉ một cái hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào. Chúng ta cũng có những cái tình huống khác như là một hành động xảy ra thì hành động khác xảy ra xong rồi thì mình dùng quá khứ hoàn thành kết hợp với quá khứ. Còn ngoài ra nữa là nếu như mà kể những sự việc xảy ra một cách gọi là tuần tự thì mình dùng quá khứ, đúng không ạ? Thế trong câu này thì là gì? Họ đang lái xe thì họ nhìn thấy, chắc chắn là hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào. Đúng không? Cho nên câu này đơn giản là mình sẽ dùng là were driving. Ở đáp án đây, rất nhiều bạn làm đúng ạ. Đúng không? Yeah. Cô tin chắc chắn là những bạn nào mà thường xuyên coi livestream của cô Phư thì đến lúc này những cái câu hỏi ngữ pháp như này không có thể nào mà làm khó chúng ta được. Đúng không ạ? Nào, họ đang lái xe qua một cái khu vực mà có thể nói là rất là khô cằn ấy. Barren đây là khô cằn. Phụ nữ mà khô cằn thì tức là phụ nữ không đẻ được. Đúng ạ? Tức là gọi là chưa có con ấy, hoặc là hiếm muộn ấy, người ta dùng từ barren. Yeah. Now they were driving through a barren landscape. Thì họ nhìn thấy này, một số những cái cây rất là độc đáo ấy, exotic. Nhớ là câu này nó đọc là exotic. Nó không phải là cái từ này nó phải đọc âm j, exotic. Đấy ạ, những cái rất là kỳ lạ. Rồi, tiếp tục sẽ câu sang câu số 11, kiến thức về liên từ hay là giới từ. Thế câu này mình thấy rất rõ là đây là hai mệnh đề kết hợp với nhau thì không có thể nào mà dùng giới từ được. Cho nên là loại ngay mấy cái đáp án giới từ ấy đi.
Cái này là mặc dầu, cái này là vì, thì rõ ràng là mình sẽ phải dịch nghĩa đúng chưa? Now, Martin failed to assimilate into a new culture. He wasn't aware of non-verbal communication. Martin là không đồng hóa được vào cái văn hóa mới, tức là không hòa nhập được vào cái văn hóa mới. Đúng không? Bởi vì, đúng không? Anh ta không biết về những cái giao tiếp mà gọi là phi ngôn ngữ. Đúng không ạ? Chắc là vì rồi. Vì. Đấy ạ? Vì. Ok chưa? Rồi, tiếp tục cho cô sang câu số 12. Lucy will have completed her report. Đây là tương lai hoàn thành rồi các bạn. Tương lai hoàn thành có khiến chúng ta nghĩ đến cấu trúc gì không? Tương lai hoàn thành có khiến các con nghĩ đến điều gì không ạ? Chắc chắn là by the time cộng với lại là hiện tại, chỉ tương lai về bên kia cho tương lai hoàn thành đúng chưa? Hai công thức với by the time mình đã học rồi mà cô đã ghi rất nhiều lần rồi. By the time cộng với hiện tại chỉ tương lai, về bên kia mình chia tương lai hoàn thành. Mình có thể đi đằng trước như này hoặc đi đằng sau này đều được, được không? By the time hoặc là before. Và nếu như cộng với quá khứ thì bên này mình sẽ phải chia quá khứ hoàn thành, bởi vì những cái từ này mang nghĩa là trước. Nhớ rằng là trước trước nhá. Đấy, và phía sau những cái liên từ chỉ thời gian như này mình chỉ dùng hiện tại để chỉ tương lai thôi. Đấy. Chứ mình không dùng thì tương lai. Đấy, mình chỉ dùng hiện tại chỉ tương lai thôi. Đúng theo công thức lắp vào luôn nha. Rồi, tiếp sang câu số 13. For nearly 5 hours, Max felt marvelous. Okay. Giả mệnh đề đúng chưa? Giả mệnh đề đúng chưa? Giả mệnh đề thì không dùng những cái thì của động từ như thế này. Đấy, tiếp theo chúng ta có having slept và having been slept. Cái này là bị động đúng không? Cái này là chủ động, cái này bị động. Nhưng mà ngủ thì người ta chỉ dùng chủ động thôi chứ không ai dùng là bị ngủ cả. Chắc chắn là câu này đáp án đúng thì chúng ta sẽ là đáp án A. Thấy chưa? Không bao giờ có bị ngủ cả mà chỉ dùng là đã ngủ được gần 5 tiếng thì Max cảm thấy rất là tuyệt vời. Đúng không? Ok. Có những cái lúc mà không ngủ được ấy ạ thì cảm thấy rất là mệt mỏi vào cái ngày hôm sau. Đấy là cái điều mà cô Phương hay gặp phải. Nếu như mà cô đang phải suy nghĩ hoặc phải lo lắng về một cái vấn đề gì đấy thì thường là cô rất là không ngủ, khó ngủ ấy. Kiểu ngủ nhưng mà nó không có sâu và mình không có một cái gọi là good quality sleep. Không có một cái giấc ngủ chất lượng tốt đấy ạ thì ngày hôm sau sẽ rất là mệt. Còn nếu mà ngủ được là thế marvelous. Và nhiều khi cô thấy rằng là chỉ cần ăn được ngủ được là đúng là tiên thật. Không cần thêm cái gì, chỉ cần ăn được ngủ được thôi là rất là tuyệt vời rồi. Cho nên là ấy, cái câu chúc vào đầu năm mới thì bao giờ cũng là chúc sức khỏe trước hết, đúng không ạ? Mà muốn có sức khỏe thì mình phải có một cái tâm hồn đẹp, đúng không? Tâm hồn, tâm lý thoải mái thì mới ăn ngủ được. Nếu mà tâm hồn tâm lý không thoải mái làm sao mà ăn vừa không thì làm sao mà ăn ngủ được, không ăn không ngủ thì làm sao mà béo khỏe được, đúng không? Đó cũng chính là vì thế cho nên nhá, cô nói với các bạn hay như thế này, người ta thường hay đổ rất là nhiều tiền vào cái việc đó là ăn gì cho nó tốt cho sức khỏe này, tập gì cho khỏe này, những cái đó thì đều là những cái cần thiết ai cũng biết rồi, nhưng mà cái yếu tố tinh thần đấy ạ, cái mental health thật ra nó sẽ quyết định tất cả. Bởi vì khi mà cái mental health nó tốt ấy thì mình sẽ tự khắc có cái physical health nó cũng sẽ tốt theo. Cho nên là cái mental health nó sẽ quan trọng hơn là physical health rất là nhiều. Mình thường hay chú trọng vào physical health, tức là những cái sức khỏe về thể chất đúng không ạ? Nhưng mà cái mental thật ra là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Khi mà mình gọi là bế tắc này, rồi là mình gọi là các thứ rất là mệt mỏi thì làm sao mà cái gọi ăn có mà ăn gọi là những cái đồ ăn bổ béo các thứ cũng không thể nào mà béo được. Còn khi mà tâm lý thoải mái ạ, nhiều khi ăn cơm rau cũng vẫn béo cơ. Đấy nha, cho nên là ngày Tết là mình chúc nhau sức khỏe ấy. Thực ra là mình nên chúc nhau là làm sao mà chúc anh có cái good mental health. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu số 14, câu hỏi về từ loại Harry was. Cái này có to be rồi. Chỗ này có to verb, cho nên là cô chắc chắn là sẽ dùng tính từ ở đây, đúng không ạ? Cái này là động từ. Cái này là danh. Cái này là trạng. Cái này thì là tính từ mà thuộc dạng phân từ hai. Phân từ hai chính là tính từ nhá. Cho nên là câu này mình chọn đáp án D. Và be determined to do something, nghĩa là quyết tâm làm gì. Harry was determined to get the first prize in the English speaking contest. Đây là Harry rất là quyết tâm để nhận được cái giải thưởng giải nhất trong cái cuộc thi nói tiếng Anh. Thì đây là Harry, còn chúng ta thì sẽ quyết tâm để có được một cái chỗ trong là trường đại học mà chúng ta yêu thích, đúng không ạ? Quyết tâm chưa ạ? Nhá, quyết tâm, determined.
Thế được sang câu số 15, phrasal verb. If you want to gain an advantage in every debate, you need to your shyness. Ok, câu này sẽ dùng gì? Turn up, get over, go off hay là think back? Nếu như bạn muốn giành được lợi thế trong mọi cái cuộc mà gọi là tranh cãi, tranh luận nhỉ, tranh biện, thì bạn cần phải gọi là vượt qua được, đúng không? Cần phải vượt qua được cái sự ngại ngùng, bởi vì nếu mà ngại thì không bao giờ có thể nào mà debate được. Turn up nghĩa là gì đây? Turn up có nghĩa là đến, đúng không? Turn up có nghĩa là đến, đúng chưa? Nó sẽ bằng với lại là arrive. Yeah. Bằng với arrive. Ví dụ là một nửa số khách là không đến chẳng hạn, mình sẽ dùng cái từ turn up để là đến. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta có get over thì nó sẽ tương đương với lại là gì? Overcome, đúng không ạ? Get over hoặc là overcome. Chính là đáp án đúng của chúng ta này, vượt qua được. Go off thì chúng ta có rất nhiều nghĩa, đúng không? Go off thì mình có nghĩa là gì? Thứ nhất đó là bom nổ này. Đấy, chuông báo thức reo này, đúng không ạ? Rồi là có thức ăn bị thiêu này. Đó, đúng chưa? Có rất là nhiều nghĩa. Đấy thì cái câu này không đúng này. Think back là nghĩ lại, hồi tưởng về cái gì thì không đúng nhỉ? Nó giống như kiểu từ recall, nghĩ lại. Rồi, tiếp theo sang câu số 16 nhá. A diet thì mình sẽ dùng gì? Turned, land, acted hay là gone? Joey's recently. Cái này có thiếu giới từ on nữa các bạn. Có giới từ on nè. Joey's recently gone on a diet. Go on a diet là một cụm rồi đúng không? Cụm này có nghĩa là ăn kiêng. Go on a diet, một cụm cố định. Đó là collocation. Và chúng ta sẽ dùng cho câu từ go ở đây nhé. Go on a diet. Joey's recently gone on a diet, so she avoids eating fast food and drinking coffee. Joey gần đây là ăn uống kiêng khem. Đây là cô ấy tránh là ăn những cái đồ ăn nhanh và uống cà phê. Rồi, sang câu số 17. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 câu hỏi về từ vựng nhé. He showed me the article which a wide range of topics. Rồi, anh ta chỉ cho tôi cái bài báo, cái mà nó có chứa ấy. Đấy ạ, rất là nhiều những cái chủ đề đa dạng. Đây là a wide range, tức là rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau. Nó có thể là những cái chủ đề ví dụ từ về là phụ nữ này, sức khỏe, sắc đẹp, cho đến là thể thao, ô tô, học tập, kinh tế, tức là nó là a wide range of topics. Thế đây sẽ là gì? Demonstrate it, có nghĩa là chứng minh hoặc là gọi là thể hiện những cái đặc điểm của một cái sản phẩm nào đấy. Exhibit có nghĩa là triển lãm, trưng bày. Produce, sản xuất. Embrace, embrace có nghĩa là nó bao gồm, nó ôm lấy cái gì. Cái từ embrace này của chúng ta thì nó là một cái từ rất là hay, nghĩa đen nghĩa bóng, có rất nhiều nghĩa. Từ embrace mà nghĩa đen thì nó mang nghĩa là ôm, và nếu mà nghĩa bóng thì nó sẽ mang nghĩa là accept hoặc là support, chấp nhận một cái gì hoặc là hỗ trợ một cái gì. Đấy chưa? Đấy thì cái câu này sẽ là câu này, cái nghĩa của nó ấy thì nó sẽ mang nghĩa là gọi là gì đấy ạ? Cũng mang nghĩa là kiểu là include, nó còn có nghĩa là include nữa. Đấy. Thấy chưa? Ví dụ như người ta có thể đặt ra một câu đó là ngôn ngữ học thì sẽ bao gồm rất nhiều những cái chủ đề, chẳng hạn như là về văn phong, về âm vị học, về phong cách học, vân vân các kiểu. Thì sẽ còn nó bao gồm, thế này cũng sẽ có một cái nghĩa nữa là tương đương với lại là include, bao gồm nhiều cái. Include a number of things. Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án D. Và nếu như các con tra từ điển Cambridge thì các con sẽ hiểu thêm được về cái từ này. Tiếp tục sang câu số 18 đấy ạ. As soon as the police arrived at the, chắc chắn là the scenes, hiện trường, the attackers had already fled. Tức là scenes là cảnh tượng, hiện trường. Câu này mình sẽ phải dùng từ scenes. Từ view, tầm nhìn. Sight là cảnh. Nên chúng ta có sightseeing là đi ngắm cảnh. Go sightseeing, đi ngắm cảnh. Rồi, image là hình ảnh. Còn scenes là cảnh tượng hiện trường thì rõ ràng là đến hiện trường đúng không? Ngay sau khi cảnh sát đến hiện trường thì cái kẻ tấn công đã bỏ trốn rồi ạ. Flee, fled, tẩu thoát rồi. Rồi, câu 19 ạ, idiom đúng không? 5 years later, they went back to the primary school and took a stroll down memory Z. Đấy. Ở đây có một cái idiom đó là gọi là gì đấy ạ? Take a stroll của chúng ta thì nghĩa đen của nó là đi thả bộ, đi dạo, đi thả bộ. Bây giờ là đi thả bộ xuống cái con đường ký ức ấy.
Được ạ, thì đây mình có một loạt những từ đường như thế này: street, lane, avenue hay là road đều mang nghĩa là con đường, đường, đại lộ, đường, đúng không ạ? Nhưng mà cái từ duy nhất mà đi được với memory đấy ạ, nó là idiom luôn đấy, đó là take a stroll down memory lane. Take a stroll down memory lane tức là gì đấy ạ? Tức là nhớ về cái khoảng thời gian rất là vui vẻ trong quá khứ đấy, gọi là thả bộ đúng không, thả về cái miền ký ức à. 5 năm sau đấy họ quay lại trường tiểu học và hồi tưởng về những cái khoảng thời gian trong quá khứ. Rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục chuyển sang những câu hỏi tìm từ gần nghĩa của chúng ta nhé. Câu số 20: Each business should welcome the concept of cultural diversity in the workplace. Nào, concept đây là, cái khái niệm, đúng không ạ? Ví dụ như là cái từ concept này lần đầu tiên khi mà cô thấy cái ứng dụng của nó ấy là khi mà gọi là năm nhất đại học, sau khi mà đỗ đại học, đúng không ạ? Thì bắt đầu là cánh cửa mở ra để bước ra cuộc đời, đi khắp nơi để mở mắt ra rồi nhìn cuộc sống, đúng không? Thì cái từ concept này là cô gặp nó ở trong một cái tình huống, đó là khi mà cô đến thăm một loạt những cái cửa hàng cà phê, đúng không ạ? Thì người ta nói rằng là cái quán cà phê này ấy thì là cái concept của nó là cái concept gọi là cổ chẳng hạn, đúng không? Cho nên là tất cả mọi thứ từ là bàn ghế rồi là quầy bar rồi là đèn lighting rồi everything, tất cả mọi thứ đều theo cái concept nó rất là cổ, rất là antique. Ok, thì concept là cái khái niệm nó concept đấy ạ, theo cái khái niệm hoặc là theo cái chủ đề ấy. Cái câu này ở đây sẽ là gì? Mỗi cái ngành, mỗi cái công ty thì nên gọi là hoan nghênh cái ý tưởng hoặc là cái ý tưởng hoặc là cái quan niệm. Vì thế cho nên là câu này mình sẽ dùng cái từ idea này, đúng không ạ? Cái khái niệm, cái ý tưởng đây là đa dạng văn hóa ở nơi làm việc. Đấy ạ. Có cái sự đa dạng văn hóa ở nơi làm việc có nghĩa là chúng ta có thể có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, mỗi người trong số họ sẽ có những cái background khác nhau, đúng không? Cái background khác nhau đấy thì sẽ giúp cho là cái công ty có cái sự đa dạng, cũng như kiểu là Mỹ, đúng không? Mỹ với quốc gia mà có rất là nhiều những cái người đến từ các châu lục khác nhau với những cái background khác nhau, và cũng chính là cái sự đa dạng ấy đã làm đến nước Mỹ hiện tại, đúng không ạ? Concept đây sẽ bằng với idea, cái ý tưởng gì. Feedback là phản hồi tình bạn này, review đánh giá phê bình không đúng. Câu số 21 ạ: They've been working against the clock to accelerate the development of new vaccines. Họ đã làm việc gọi là chống lại cái đồng hồ. Ở đây mình có một cái idiom đó là against the clock, có nghĩa là chống lại thời gian, chạy đua với thời gian đấy. Họ đang chạy đua với thời gian để tăng tốc, đúng không? Accelerate học chưa? Accelerate học rồi, tăng tốc đúng không? Tương đương với lại là quicken, đúng không? Quicken, tăng tốc ạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ cùng đến với những câu hỏi tìm từ trái nghĩa nhé. Câu số 22, idiom này: Peter racked his brains trying to find a solution to this math question. Peter ở đây là Peter làm sao đấy? Rack his brain mà cố gắng tìm ra cái lời giải đáp cho cái câu hỏi toán này. Toán thì chắc là khó rồi. Cho nên là rack the brain có nghĩa là suy nghĩ nát óc, này gọi là đập não ra làm đôi đây. Tức là rất là gì đấy ạ? Tức là nó sẽ giống giống như là thought very hard. Trong cái câu tìm từ trái nghĩa này, nếu như gặp idiom thì rất hay gặp một cái câu mà gọi là nghĩa na ná. Thì ở đây hợp lý nhất là thought very hard, đúng không ạ? Chứ không phải là thực sự là nghĩa đen như kiểu là đập đầu đập não ra hay là vận hành não nha, đúng không? Những cái câu hỏi idiom nhớ cho cô rằng là những cái câu idiom nếu như người ta lại cho đáp án là nghĩa đen như là câu này ấy, thì không bao giờ đúng này, mà nó phải là nghĩa bóng. Đúng không? Idiom thì phải có nghĩa bóng. Mà câu này nó sẽ hợp lý nhất về nghĩa với câu 22 này là đáp án D. Thì trái với nó sẽ là đáp án C. Đúng rồi. Thế mình có thể đoán được nghĩa của nó. Rack the brain nghĩa là suy nghĩ kiểu là nát óc ấy. Thì cái này nghĩa là suy nghĩ trong một cách rất là thoải mái. Được chưa? Thế là câu số 23. Their marketing strategy was partially successful despite heavy investment. Đó là cái chiến lược marketing của họ thì thành công một phần bất chấp cái việc mà đầu tư rất là lớn, đúng không ạ? Thì chỉ có thành công một phần thôi, tức là thành công không hoàn toàn, tức là nó là giống như kiểu là incompletely.
Và trái với nó sẽ là fully, đúng không? Trái với nó là fully. Partially là một phần thì trái với nó sẽ là hoàn toàn. Trong khi đấy cái thành công hoàn toàn người ta lại hay dùng cái cụm cấu trúc đó là a complete success. Được không? A complete success. Đó. Còn đây mình sẽ dùng nó là fully successful. Được chưa? Hoặc là be fully successful. Các bạn thấy không? Nếu như mà success thì người ta lại dùng complete. Còn gọi là tính từ successful thì lại dùng fully. Cho nên là trong tiếng Anh ấy, mình thấy là nó là những cái collocation mà mình sẽ phải học ấy. Thấy không? Nhá. Successful người ta dùng là fully successful. Nhưng mà danh từ thì người ta lại dùng là a complete success. Mình không có thể dùng là completely successful. Nó sẽ không hay. Và mình không dùng là a full success. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chuyển tiếp các cô sang cái những câu hỏi giao tiếp xã hội. Câu số 24, hai bạn đang ở trường. What's your dream job? Cái nghề nghiệp trong mơ của bạn là gì? Anh ta làm việc như bác sĩ là không đúng này. Tớ luôn luôn muốn trở thành nhà văn là đúng, đúng không? Thật tiếc không đúng này. Đây bạn này không đúng này. Câu số 25, Laura and Lucy are talking about teenage issues. Vấn đề những cái khó khăn của các bạn tuổi teen. Some teenagers now become addicted to social media. Một số các bạn tuổi teen thì bây giờ đang nghiện mạng xã hội. Bạn này đồng tình hoặc phản đối, nói thêm. They spend hours a day chatting with friends and watching YouTube videos. Họ dành nhiều giờ một ngày là chat với bạn và xem các cái video YouTube. Đồng tình hay là phản đối ạ? Nghiện, dành nhiều giờ mỗi ngày như này thì là đồng tình rồi đúng không? I couldn't agree with you more là đáp án đúng nhá. Tôi không thể đồng ý hơn với bạn nữa, nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý. Đúng không ạ? Tôi rất tiếc phải nghe thấy điều đấy. Không phải đúng không đúng này. Tôi cũng không thì không đúng này. Tôi không đồng ý không đúng này. Đấy không? Đáp án đúng này có lẽ phải là đáp án đây. Đấy không? Tôi không thể đồng ý hơn được, tức là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cùng đến với cái bài tiếp theo nha. Hôm nay đề rất là nhẹ nhàng tình cảm như thế này thôi ạ. Mình lấy lọc đầu xuân nên là không có cái gì khó hết cả. Để cho năm nay gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên là phải làm đúng thật là nhiều, đúng không? Nên là các bạn có thể thấy là đề của chúng ta hôm nay đề rất là nhẹ nhàng so với mọi khi. Nào, friends, bạn bè. Many people consider friendship to be the most important relationship they can have. Nhiều người tin rằng là tình bạn là cái mối quan hệ quan trọng nhất mà họ có thể có. It's wonderful to have friends you can talk to and valuable experience with. Cái này là gì ạ? Thật là tuyệt vời khi có một cái người bạn để bạn có thể nói chuyện với và có là gọi là gì, là chia sẻ, đúng không? Mình sẽ dùng cho cô cái từ gì ạ? Spread là lây lan, đúng không? Share, chia sẻ cho từ share này. Shape, shape là định hình. Shape the world, định hình thế giới, đúng không? Sing, ca hát thì câu này là share. Chia sẻ những cái trải nghiệm đáng quý với họ, đúng không? It's important to choose friends carefully. Một điều quan trọng là phải chọn bạn thật là kỹ lưỡng. Thì cái này rõ ràng là một cái trạng từ liên kết gì mà nó phải là ngược ngược nghĩa, đúng không? Though và because của chúng ta là những cái liên từ. Liên từ đi với mệnh đề luôn, không có phẩy cái gì cả. Muốn phẩy thì dùng trạng từ liên kết. Thì ở đây có là hơn nữa và tuy nhiên. Thì câu này mình phải dùng cái từ tuy nhiên, bởi vì là rất là tuyệt vời khi mà có bạn như này. Nhưng tuy nhiên, quan trọng ở đây là phải chọn bạn rất là cẩn thận. Đúng không? An ideal friend should be thoughtful and when any difficulties arise, hopefully be there for us. Stand by us. Đúng không ạ? Stand by. Khi mà nói đến bạn thì mình sẽ phải nghĩ đến cái phrasal verb này. Stand by. Ủng hộ. Ok? Một người bạn lý tưởng thì cần phải gọi là rất là thoughtful. Đúng không ạ? Một cái người bạn mà rất là gọi là chu đáo này. Và khi mà có khó khăn xảy ra thì bạn đừng có phắn mất, bạn ơi. Đúng không ạ? Khi mà có khó khăn xuất hiện, emerge, mình có thể dùng từ emerge hoặc là arise, thì hy vọng là người bạn ấy sẽ ở đó cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta, đúng không? A friend in need is a friend indeed. Một người bạn lúc khốn khó là một người bạn thật sự, đúng không? Tất nhiên, there will be times we might be doubtful about friends. Sẽ có những cái lúc, times là thời gian, đúng không? Lúc mà vào những cái lúc đó, đúng không? Thì câu này sẽ là when. Cái trạng từ quan hệ mình sử dụng đây sẽ là when, bởi vì là nó sẽ tương đương với lại là gì đấy ạ? Nó tương đương với lại là during which three cho times và during which là during those times, đúng không ạ? Nó sẽ bằng với when.
when bằng với during which. Tất nhiên sẽ có những cái thời điểm mà trong suốt thời điểm đấy chúng ta sẽ nghi ngờ về bạn của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn luôn gọi là gì đấy ạ? Giao tiếp mọi chuyện ấy trong một cái cách như thế nào? Ở đây chúng ta có in a way. Way là cách. Thì bây giờ chọn cái tính từ, mình nên nói chuyện theo một cách như thế nào? Imaginable tức là có thể tưởng tượng. Prolonged tức là kéo dài. Accessible nghĩa là có thể tiếp cận được. Và sensible nghĩa là khôn ngoan. Mình nên nói chuyện mọi thứ theo cách khôn ngoan, sensible way. And find a solution to our problems, để tìm ra một cái giải pháp cho vấn đề của chúng ta. Moreover, hơn nữa này, we should be careful not to be untruthful. Hơn nữa chúng ta nên cẩn thận là không nên gọi là gì nhỉ? Untruthful nghĩa là không, mình không nên là gì đây? Không chân thành ý, hiểu không ạ? Không thật đấy. Bởi vì nếu như không có cái sự thành thật đấy, thì cái sự kết dính giữa những người bạn sẽ trở nên vô giá trị và gọi là chẳng đáng một cái gì hết cả. Và không hề có nghĩa lấy gì, nó chẳng đáng, nó không đáng giá một cái gì hết. Đúng không? Not worth. Cái này là phủ định rồi thì mình sẽ dùng any, đúng không? Not đi với any, not worth anything at all. Đó. Nếu như không có sự thành thực thì cái sự kết nối giữa những người bạn là useless, đúng không? Vô giá trị. And not worth anything at all. Và chẳng đáng một cái gì cả. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng chuyển tiếp sang những câu hỏi chữa lỗi sai nhé. Sau đó cô sẽ chữa tiếp cho chúng ta một bài trong cái phần hôm nay mình sẽ chữa nốt luôn cả hai bài đọc hiểu nhá. Đồng ý không ạ? Bây giờ cô sẽ chữa cho chúng ta những câu hỏi tìm lỗi sai chưa đã nhá. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu 43 nhá. Câu 43 thì lỗi sai của chúng ta sẽ nằm ở đâu ạ? Environmentalists have taken steps to ensure ensure này chắc chắn là sai rồi này. Đúng không? Với các bạn đấy giúp cô đó là ensure này là bảo hiểm nha. Yeah. Ensure là bảo hiểm, đúng không? Chứ có từ ensure là bảo hiểm đúng chưa? Còn cái từ mà bảo đảm thì người ta không dùng ensure như thế. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có cái từ, cái cặp từ dễ nhầm lẫn của chúng ta ở đây, đó là ensure và ensure. Được chưa? Trong khi đấy cái từ ensure của chúng ta đây nghĩa là đảm bảo, đúng không? Còn cái từ insure của chúng ta thì nó lại mang nghĩa là gì đấy ạ? Nó lại mang nghĩa là bảo hiểm, cho nên chúng ta mới có cái từ insurance là bảo hiểm mà. Insurance. Được chưa? Mà thật ra là cái từ này thật ra là chúng ta cũng đọc là insure luôn chứ không phải đọc là ensure đâu nhá. Insure, cả hai từ này đều là insure. Được chưa? Đấy. Nhá, cách đọc rất là giống nhau nhưng mà nghĩa thì lại khác nhau. Insure. Đấy nhá. Chúng ta có món sữa insure nữa. Insure versus insure. Đấy, nghĩa nó khác nhau nhưng mà cái cách đọc rất là giống nhau. Nhá. Những cái nhà môi trường học thì đã gọi là từng bước nhỉ. Đấy ạ. Taking steps, nhớ cho cô cái collocation này nhá. Take steps hoặc là take measures. Take steps hoặc là take measures tức là áp dụng những cái biện pháp của các bước này để mà đảm bảo cho cái sự an toàn của những cái loài mà gọi là có cái nguy cơ, đúng không? Những cái loài mà gọi là dễ bị tổn thương. Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục giúp cô sang câu 44 nhé. I tried to commit his phone number to memory because I didn't have a pen to write them down. Cái này nhá, là cái này đó là cái số điện thoại và tôi không có bút để viết cái số điện thoại xuống thì cái từ them này nó sẽ không tương ứng với lại là cái từ phone number, được chưa? Ok không ạ? Nhá, cái này thì nó là tôi đã cố gắng là để gọi là ghi nhớ ấy, cái số điện thoại của anh ta vào cái trí nhớ. Ở đây chúng ta có từ commit something to memory là một cái cụm cũng rất là hay này. Với cái từ commit này có nghĩa là không nhiều con biết được cái cụm này. Commit something to memory tức là cố gắng để ghi nhớ, đúng không? Cái từ commit của chúng ta nghĩa là cái sự gọi là cam kết, cái sự cống hiến, cam kết. Mình cố gắng, mình cam kết là cái số điện thoại là vào cái trí óc, đúng không? Tôi cố gắng ghi nhớ nhưng mà gì đây ạ? Tôi không có cái bút để mà gì đây? Viết nó xuống thì cái dâm này của chúng ta dùng ít thôi bởi vì nó thay cho phone number. Đấy ạ, tôi không có bút để viết cái phone number xuống cho nên mình sẽ dùng dâm mình chuyển thành it. Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục giúp cô sang câu 45 nhá. Câu 45 của chúng ta như sau này. Last Friday, Tony and his friends. Now last Friday mà chưa have con thì tại hoàn thành như này chắc chắn là sai chưa? Chắc chắn là sai luôn, đúng không? Last Friday thì mình phải dùng là, mình phải dùng cho cô là gì đấy ạ? Mình phải dùng cho cô là went, đúng chưa? Mình phải chia là went
chứ mình đâu có chơi là have gone, đúng chưa? Nào, thứ sáu tuần trước Tony và bạn đi tới cái sở thú địa phương để xem một số những cái con động vật, đúng chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục chuyển sang cái phần viết lại câu trắc nghiệm nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu 46 nhé. Ở câu 46 thì chúng ta sẽ gặp cái từ necessary là cần thiết, và ứng với nó là một cái modal verb gì trong số những cái từ này? Nào, khi mà người ta nói là it's not necessary for you to pay for your ticket in advance, nghĩa là bạn không cần, đúng không? Bạn không cần thiết, bởi vì nó không cần thiết cho bạn để làm gì, đúng không? Bạn không cần thiết phải trả tiền cho cái vé của bạn sớm, tức là trả sớm, trả trước ấy, in advance hoặc là beforehand, đúng không? Cái sớm hoặc trước. Ở trong suốt cái đại dịch Covid-19 thì cô hình thành nên một cái thói quen, đó là trước khi mà làm một cái gì đấy thì cô thường là thanh toán trước luôn, hoặc là nói chung là nếu như mà chắc chắn là mình sẽ phải pay thì cô sẽ pay in advance hoặc là pay beforehand, đúng không ạ? Bởi vì là cái việc đấy sẽ làm gọi là giảm bớt đi được cái khoảng thời gian chần chừ khi mà mình gọi là mình tiếp xúc với một ai đó, thì cái khoản tiền đó đã được thanh toán trước rồi, vì thế trên mọi thứ diễn ra rất là nhanh. Ví dụ như là cô phải đi test COVID chẳng hạn thì cô sẽ đặt chỗ trước, cô sẽ pay trước, tất cả mọi thứ xong hết trước, khi đấy là cô chỉ cần đưa cái QR code ra là xong thôi, đúng không? Là cô sẽ đi test, thế là xong, tức là làm mọi thứ gọi là mình đây mình trả trước. Và cái việc mà mình trả trước này, mình tính trước ấy, nó cũng là một cái gọi là planning, mình lên kế hoạch. Và trong năm mới này ấy, thì cô chúc các con sẽ có được một cái planning thật là tốt, bởi vì bản thân cô Phư thấy rằng ấy, đó là planning nó là một cái điều mà giúp cho cô có thể làm được rất nhiều việc, và cũng đóng góp rất là lớn vào những cái thành công mà cô có được trong năm trước cũng như là tất cả những năm trước đó nữa. Thì cái planning này nói là gì? Planning này nghĩa là mình lên kế hoạch, đúng không ạ? Và mình cần phải well planned, tức là được lên kế hoạch tốt đấy. Khi mà mình được lên kế hoạch, khi mà mình lên kế hoạch tốt cho mọi thứ, mình sẽ gọi là well planned hoặc là well organized. Được, có cái cách tổ chức tốt hoặc lên kế hoạch tốt đấy thì nó sẽ giúp chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, cái hiệu suất làm việc của mình cao hơn rất là nhiều. Đó. Có rất là nhiều người hỏi hay ở cô Phư rằng là làm sao mà có thể làm được bằng đấy việc. Khi mà cô liệt kê ra cho mọi người cái việc mà cô làm trong một ngày chẳng hạn, thì thường là mọi người hay mồm chữ A, mắt chữ O, mồm chữ A là tại sao lại có thể làm được nhiều việc như thế. Thì cái bí quyết ở đây ấy, đó là mình sẽ phải planning, tức là mình lên kế hoạch trước, và cũng như là mình cần phải có một cái sự chuẩn bị về cả thể chất và cả tinh thần thật là tốt, đúng không? Phải có thể chất và tinh thần tốt thì mình mới có thể hoàn thành được những cái thứ mà mình plan. Cho nên là trong năm mới này, cô chúc các con chúng ta sẽ có được cái sức khỏe thật là tốt, cái tinh thần thật là tốt, để chúng ta hoàn thành được những cái kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị trước, đúng không ạ? Có một điều nữa cô cũng phải chia sẻ với các con rằng là nhiều khi ấy, con người lên kế hoạch rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà mọi sự có đạt được hay không thì thật ra lại là ơn của Thiên Chúa, ơn của trời. Là ơn trời được ơn ấy. Cho nên là nhiều khi mình plan rất nhiều thứ, nhưng mà cái thứ gì, những cái gì mà có thể đạt được ấy thì lại là do mình được ơn mà mình có thể được. Vì thế cho nên là mặc dù mình planning đấy, nhưng mình cũng không quên đấy là ơn của Thiên Chúa. Đấy chưa ạ? Ngay cả khi các con không có đạo, các con không biết đến Chúa, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn ban ơn cho các con đấy. Đúng không? Rồi, đấy là những cái mà cô muốn chia sẻ với các con. Là bây giờ mình quay lại câu số 46 này, chúng ta sẽ có là bạn không cần thiết, đúng không? Thì sẽ bằng với gì? Should là nên này, mustn't là không được phép, needn't là không cần thì đúng rồi gì nữa, đúng không? Can là có thể, thì đúng là needn't bằng với not necessary chưa? Bạn không cần trả tiền trước cho cái vé của bạn. Đó. Rồi, tiếp theo cô sang câu 47. Thực ra cái việc mà trả tiền trước không phải lúc nào cũng 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 tốt ấy. Cô nhớ là cô có đặt một cái hàng ở trên Tiki và cô thanh toán trước cái hàng đó, sau đó thì nó bị tắc ở biên giới hay gì đó, không có đến được, chờ đến cả 2 tháng cũng không tới được, mà tiền thì họ vẫn chưa hoàn cho cô Phư luôn. Cho nên là lúc ấy cô ngồi cô rất là tiếc, rồi cô nghĩ rằng là biết thế không thanh toán trước cho xong. Rồi bây giờ sẽ là câu 47. The last time he watched a Korean film was 2 months ago. Một câu rất là kinh điển trong bài viết lại câu, đúng không? Lần cuối cùng ai đó làm gì là bao nhiêu tháng trước đây, đúng không? Thì câu này mình có thể chuyển sang đó là anh ta này lần cuối làm gì, đúng không? He last cộng với quá khứ đơn, làm gì? Bao nhiêu tháng trước đây? He last watched a Korean film 2 months ago. Hoặc là anh ta đã không xem bộ phim nào trong 2 tháng. Đáp án đúng câu này chắc chắn là đáp án A luôn. He hasn't watched any Korean films
For 2 months. Đúng không ạ? Đáp án B đó là anh ta đã có 2 tháng để xem một bộ phim Hàn, thì không đúng này. Cuối cùng thì anh ta đã xem một bộ phim Hàn sau 2 tháng cũng không đúng này. Và anh ta đã xem một cái bộ phim Hàn trong 2 tháng cũng không đúng, đúng không? Rồi, tiếp tục dưới câu sang câu 48. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với một cấu trúc rất đặc biệt đó là if I were you. Nếu tôi là bạn thì sao? Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không đọc cái cuốn tiểu thuyết này. Thì đây là một câu khuyên đúng không? Urge là thúc giục này. Advise là khuyên này. Ask là yêu cầu này. Và invite có nghĩa là mời. Thì câu này rõ ràng là khuyên đúng không? Peter advised Martin not to read that novel. Đấy chưa? Peter khuyên Martin là đừng có đọc cái cuốn tiểu thuyết đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta có câu hỏi ghép câu nhá. Ở câu 49, wearing shorts is banned in the school. There's no exception whatsoever. Câu này là một cái câu mà cô Phư biên soạn và cô Phư gọi là bắt chước theo, na ná theo cái đề thi trung học phổ thông năm ngoái. Đây đây là gì ạ? Mặc quần sóc thì bị cấm ở cái trường này và không có một cái ngoại lệ nào. Whatsoever ở đây thì mình sẽ thấy là không có bất kỳ một cái ngoại lệ nào cả. Nó sẽ giống như kiểu là at all ấy ạ. No exception at all. Đúng không ạ? Không có một cái ngoại lệ nào cả. Thì câu này đáp án A nhá. Câu này chúng ta gặp một số những trường hợp đảo ngữ như sau. Under no circumstances, on no occasion, at no time của chúng ta thì đều là cái cấu trúc đảo ngữ. Đấy ạ. Ok. Thế thì ở đây chúng ta sẽ... Mình cũng thấy là cũng có cả by no means. Tất cả những cái cụm này là đều là có hiện tượng đảo ngữ này. Nhá. Và ở đây mình thấy là đúng là có đảo ngữ thật, đúng không? Nhưng mà ở cái câu gốc đang là hiện tại, câu đảo ngữ này là quá khứ thì loại được một cái này, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ cùng dịch nghĩa nhé. Không có hoàn cảnh nào mà mọi người được cho phép làm một quần sóc ở cái trường này, đúng. Chắc chắn là mọi người bị cái gì ạ? Không có, chắc chắn là không ấy, là mọi người không bị cấm để mặc quần sóc ở trường này là không đúng, không phải là không bị cấm. Đáp án đi, không bao giờ mọi người bị cấm cũng không đúng. Đâu đúng câu này phải là đáp án A. Đúng chưa? Đó là không có hoàn cảnh nào mà mọi người được cho phép là mặc quần sóc cả. Ok chưa? Nhá, cái câu này thì năm ngoái có rất nhiều bạn làm sai. Nhá, có rất là nhiều bạn làm sai. Bởi vì các bạn ấy dịch sai hai cái câu này. Nhớ là không bị cấm này. Cái này cũng là không bị cấm thì không đúng. Rõ ràng là bị cấm cơ mà. Đúng chưa, đúng chưa? Rõ ràng là bị cấm cơ mà. Không có hoàn cảnh nào mình được mặc cơ mà. Được chưa? Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu 50 nhá. Paul doesn't have a motorbike. He can't drive his girlfriend to go sightseeing. Paul không có xe máy. Anh ta không thể lái xe đưa bạn gái đi ngắm cảnh được. Khổ thân cái anh này thế, xe máy không có. Chỉ có mỗi ô tô, chỉ có mỗi ô tô về máy bay thôi. Đúng không ạ? Nào, Paul không có xe máy, không thể lái xe, không thể lái xe đưa bạn gái đi ngắm cảnh được. Go sightseeing. Yeah. Cái nỗi buồn của những người quá giàu, xe máy không có. Nói giờ đáp án A sẽ là gì? Bây giờ là provide that là câu điều kiện. If câu điều kiện như thế này, nếu mà câu điều kiện với câu điều ước thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là cái fact này của chúng ta là đang ở hiện tại. Nếu mà fact ở hiện tại thì trong câu điều kiện với câu điều ước chúng ta sẽ phải chuyển thành loại 2. Câu điều kiện và câu điều ước loại 2 hoặc là câu điều ước trái với hiện tại thì sẽ phải chia quá khứ. Tức là có hiện tượng lùi một thì. Với tất cả những cái câu giả định ấy chúng ta đều có hiện tượng lùi một thì như thế. Đúng không? Bởi vì anh ta không có xe máy thì nếu có xe máy cái này phải chia quá khứ này. Nhá. Giá như Paul có xe máy, anh ta không thể lái xe đấy. Nếu mà giá như thì sao lại không có thể, đúng không? Nếu như Paul đã có xe máy thì trái với hiện tại chưa quá khứ thôi, không chưa quá khứ hoàn thành. Đáp án đúng câu này chắc là đáp án đi này. Paul ước anh ta đã có cái xe máy, tức là Paul ước là anh ta có xe máy, tức là anh ta không có cho nên là ước là có này, trái với hiện tại chưa quá khứ này. Để mà có thể lái xe thì can trở nên could, để mà có thể lái xe đưa bạn gái đi ngắm cảnh. Ok chưa? Ok nhá. Rồi, cảm ơn các con một lần nữa và hẹn gặp lại các con trong cái buổi học livestream tiếp theo.